Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái phong tục tập quán của người Mường ở Hòa Bình nha các bạn nha. Là mỗi khi Tết đến xuân về là người Mường ở Lạc Sơn, Hòa Bình thì phải làm những cái gì nhá các bạn nhá. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Hôm nay là một cái phong tục của người Mường Lạc Sơn. Thì trước khi Tết đến xuân về là tất cả mọi người phải trong họ hàng, con cháu thì cùng về cái nơi mà mộ của gia đình để phát quang sạch sẽ nhá, trước khi mà đón Tết nhá các bạn nhá. Và hôm nay mình sẽ review cái cảnh mà gia đình mình là đi phát mộ cho các cụ, tức là phát dọn dẹp các cái ngôi mộ từ các cụ ngày xưa, là cái mộ tổ của nhà mình cũng như là các cái các ông các bà của nhà mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cái phong tục đi phát mộ của người Mường Lạc Sơn nhé các bạn nhé. Và các bạn hãy theo chân mình để xem bây giờ họ hàng nhà mình đang dọn dẹp. Đây, tất cả anh em họ hàng nhà mình đang dọn dẹp cái mộ của các cụ. Và mình sẽ review cận cảnh các cái khung cảnh mà diễn ra trong cái buổi phát mộ hôm nay nhé các bạn nhé. Các bạn theo chân mình nhé. Đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cái khu mộ tổ của nhà mình nhá. Là khu mộ của nhà mình thì giới thiệu với tất cả mọi người là ở phía bên dưới là đường quốc lộ nhá, lên xã Miền Đồi nhá các bạn nhá. Và khu mộ của nhà mình nằm trên một cái dải núi. Nói chung là ở trên đỉnh này rất là bằng phẳng, nhưng mà phải đi bộ lên khoảng tầm hơn chục mét nhá, từ dưới đường lên nhá các bạn nhá. Và đây là toàn bộ cái khu mộ của nhà mình. Đây, cứ đến Tết đến xuân về thì gia đình là của tất cả ở trong cái xóm cũng như là gia đình mình thì nhà ai cũng phải đi phát mộ cho các cụ như này. Và đây là cái khu mộ của nhà mình. Và sẽ phát quang sạch, dọn dẹp sạch sẽ cho các cụ, xong là mời các cụ về ăn Tết nhé các bạn nhé. Đây là tất cả là các cái mộ của các cụ tổ cũng như là các cụ, các ông, các bà của nhà mình. Mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn là cái khu mộ của nhà mình là còn lưu lại những cái cây xanh mà rất là to luôn, cây cổ thụ từ ngày xưa luôn nhá các bạn nhá. Đây là một cái cây rất là lâu năm luôn, là nghe các cụ truyền lại là từ ngày xưa rồi, hàng mấy chục năm tuổi rồi, ở ngay cái khu mộ của nhà mình nhá các bạn nhá. Đây, và nhà mình có trồng thêm một tí là cây câu để làm cảnh cho các cụ cho bóng mát luôn nhé. Nói chung là cái khu mộ của nhà mình thì còn giữ gìn được là những cái cây cổ kính từ ngày xưa. Đấy là các cụ để lại. Đây, mình sẽ review cận cảnh cho các bạn. Ở đây còn rất là nhiều cây cổ thụ luôn nhé các bạn nhé.
Do cây cối ở trên nhiều quá nha các bạn nhé, cho nên là đất cát thì biết nó ẩm ướt như nào nó hút lên các bạn ạ.